hữu duyên nên nghiệp. Tôi từ Nam Định lên Hà Nội học Học viện Tài chính. Vừa đi học, tôi vừa đi làm thêm tại một spa cao cấp. Dù chỉ làm part time nhưng tôi chuyên tâm tìm hiểu. Nghề làm đẹp ngấm vào máu tôi từ lúc nào tôi không biết. Lựa chọn cầu toàn. Hợp tác với hàng loạt spa lớn nhỏ tại Hà Nội, tôi nhận thấy phần lớn họ không đầu tư cơ sở vật chất theo quy chuẩn quốc tế, dịch vụ thiếu chuyên nghiệp. Lần đầu tiên, tôi nảy ra ý tưởng về cơ sở làm đẹp của chính mình. Khó khăn giằng lối. Cuồng quay vừa bắt đầu thì tôi gặp phải hàng loạt rắc rối về địa điểm, quản lý và một số nhân viên thì đi đêm với khách hàng. Tất cả đều chưa hoàn thiện thì tôi đã rỗng túi. Tôi giống như rơi vào địa ngục. Đâu là chìa khóa thành công? Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9:45 chủ nhật trên VTV1.